đắp chi hại vậy chứ. Đấy đắp chi tô khổ chi mới. Đây là phong tục cúng rửa mặt của người Tây vào ngày mùng 1 Tết. Đây là khu vực để cuốc là dao, cuốc xẻng và dao. Ngày Tết thì người ta dọn hết cái này về và để cho mấy cái thứ này cũng nghỉ Tết. Và bên này là khu vực bếp lửa trong nhà của người Tây. Ở đây cũng có 7 bánh, rượu và hoa quả. Trên này là khu vực bàn thờ. Và đây cũng có 7 bánh kẹo, hoa quả và nước. Bánh. Trả lời đó là trong những thập kỷ tới thì Việt Nam sẽ phải trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại, đổi mới nhân văn với công cuộc đổi mới đầy kiên định và sáng tạo, nơi hội tụ của niềm tin. Đứng đầu nó thắng lắm. Mắt con mèo này, kém hai con mắt con mèo này hay đấy nhỉ. Wow, hai tai mèo ấy. Trông hay. Giơ tay vào nhá. Chí hại vậy, chí đây gặp chí câu thổ chí mơ. Cảm thơ mừng là ngày chiến bốn người này. Nhũng theo ông. Câu chân ô dục lắm công. Thầy chí mơ nhật cua mơ chung mà thả mơ nhật cua mơ chung tính. Liện bích chung thay liện cây chung chè. Để tạo chung đầy cua cân đáy. Mưa nữa chung đầy oan tình này. Mọc mà y năm tạc, thảo mà y năm vái. Nhà hạt tích luôn khảy, nhà hạt khảy luôn hướng rồi. Cửa đi. Cửa.
rồi. Được rồi. Thế rồi.